Xin kính chào anh chị khách hàng. Video này Giang xin chia sẻ về chi tiết tiện ích tại dự án của anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay Giang muốn làm cái video này lại để mà tổng hợp chi tiết hơn để anh chị khách hàng nào nắm rõ hơn về những cái tiện ích tại dự án Westgate. Sau này khách hàng mua anh chị sở hữu nó sẽ bao gồm những cái tiện ích như thế nào. Có thể những anh chị khách hàng đã mua tại dự án Westgate những cái tháp như là tháp Danube, tháp Sin và tháp Mekong, nhưng mà một số anh chị khách hàng sẽ chưa nắm rõ cho lắm. Và Giang xin review lại để anh chị khách hàng nắm rõ hơn. Và ngay cả những anh chị khách hàng nào đang quan tâm dự án Westgate mà chưa quyết định mà xuống tiền mua, thì với cái video này chắc rằng anh chị khách hàng sẽ chắc chắn muốn sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại dự án Westgate. Vâng, bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển cùng với Giang đến dự án Westgate để mình tìm hiểu anh chị khách hàng nhé. Rồi, mình di chuyển lại sau bàn ha. Thì cái đầu tiên á, Giang muốn xin chia sẻ luôn là khi anh chị bước vào nhà anh chị thì anh chị sẽ sở hữu những cái tiện ích như thế nào. Thì bây giờ mình đi từ cái cung đường ha. Thì dự án cái mặt chính của mình á là sẽ nằm đối diện với công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. 2 hecta là mặt chính của dự án Westgate. Còn cái việc di chuyển á, dự án của chúng ta di chuyển từ hai cung đường chính. Cái cung đường đầu tiên á là cái cung đường lớn. Đó là cung đường điểm đầu cao tốc Sài Gòn Trung Lương, là từ bên Nguyễn Văn Linh ở từ Phú Mỹ Hưng, anh chị di chuyển qua thì sẽ gặp cái cầu vượt Nguyễn Văn Linh đó. Anh chị vừa qua cầu vượt đó, anh chị sẽ vào cái điểm nối là điểm đầu cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Anh chị đi khoảng hơn 500m, anh chị sẽ rẽ phải vào đường Tân Túc. Khi mà bắt đầu rẽ phải vào, anh chị sẽ gặp cái cổng chính của trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đó là cái cổng lớn. Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh có hai cái cổng. Một cổng chính nằm ở mặt tiền nối đường cao tốc, và một cổng phụ là sẽ nằm ở phía đường Nguyễn Hữu Chí. Anh chị sẽ di chuyển vào hai cung đường đó, một là đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, hai là đường Nguyễn Hữu Chí, để mình di chuyển vào dự án. Và khi mình di chuyển vào dự án Westgate, mình sẽ gặp cái công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đó là mình di chuyển ôm cái dòng cua này nè. Khi mà anh chị vào cái góc cua này, anh chị sẽ vào cái cổng chính này, vào cái hầm của dự án Westgate. Dự án Westgate của chúng ta là có hai hầm, B1 và B2. Thì anh chị, nếu anh chị đi xe ô tô xe máy thì di chuyển vào cái cổng này đó. Và tất cả hầm của chúng ta là sẽ thông hầm của 4 tháp luôn anh chị khách hàng nhé, nên rất là tiện lợi. Và nó có thêm một cái cổng nữa, đó là cái cổng ở phía mặt đường số 1. Cái đường số 1 nó sẽ nằm ở hai cái tháp là tháp Danube và tháp Sin, là đường số 1 phía bên này đây. Anh chị phải vào ra bằng cái cổng này đó, mình có hai cái cổng để mình vào. Còn đối với những khách hàng mà họ mà là những người giống như bạn bè của anh chị á, không phải là chủ nhân sở hữu căn hộ tại đây, thì họ sẽ vào những cái sảnh đón phía bên này. Nó có là 3 cái sảnh đón. Ở đây là có một sảnh đón ở cái đường số 2 nè. Đường cái số 2 này sẽ song song với cái đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Đó là cái sảnh đón thứ nhất. Cái sảnh đón thứ hai á, nó nằm ở tháp Mekong. Đây là nằm ở trong cung đường là số 1A nè anh chị. Đó, số 1A là cái đường ôm của công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh chị khách hàng nhé. Đó, còn cái cổng số 3 á, là nó nằm ở phía bên này, chỗ tháp Danube. Đó, thì khách hàng có thể là đến những cái cổng đón này. Đó. Và Giang xin chia sẻ từ cái phía tầng hầm đi lên, thì tầng hầm của dự án Westgate sẽ có những cái điểm nổi trội nào. Như anh chị biết, nhiều chung cư á, cái tầng hầm rất là bị bí anh chị, đúng không anh chị? Khi mà anh chị vô từ vô trong hầm á, anh chị bước ra ngoài á, anh chị sẽ bị có cảm giác choáng là mình đang ở một không gian tối, nhiều ánh đèn điện á, không phải là ánh sáng tự nhiên. Thì anh chị bước lên một ánh sáng tự nhiên thì cái cặp mắt anh chị sẽ bị choáng, bị ngợp. Thì chính vì vậy chủ đầu tư An Gia họ tích hợp, họ sẽ làm những cái giếng trời đó. Như anh chị thấy Giang chỉ những cái điểm Giang chỉ nè, những cái giếng trời này sẽ thông xuống các hầm luôn. Nó sẽ mang ánh sáng tự nhiên, rồi gió, ánh sáng tự nhiên sẽ làm cho hầm mình không bị bí, không bị tối. Thì sau này anh chị từ hầm chị đi lên sẽ không gây ra tình trạng choáng. Cái điểm thứ hai đặc biệt của dự án Westgate chỗ cái hầm á, thì chủ đầu tư An Gia tích hợp những nút SOS. Khi mà anh chị di chuyển bên ngoài vào hầm, anh chị đi về nhà,
anh chị đi trời nắng anh chị cảm thấy mệt mỏi, anh chị xuống hầm chị vừa để xe xuống hầm nhiều khi anh chị bị choáng, anh chị cần cái đội hỗ trợ từ phía ban quản lý, bảo vệ từ ban quản lý, thì anh chị cần nhấn vào bất kỳ cái nút trên tất cả các cột tại cái hầm đó thì sẽ có đội hỗ trợ đến, sẽ hỗ trợ anh chị lên tới nhà luôn, nên chị hoàn toàn yên tâm. Đó là điểm cái nổi bật thứ hai của cái hầm. Cái điểm nổi bật thứ ba là tại những cái vị trí sát tường hoặc là sát cột thì chủ đầu tư An Gia sẽ tích hợp ổ cắm điện cho những phương tiện sau này di chuyển bằng điện, giống như anh chị có xe máy điện, xe đạp điện hoặc xe ô tô bằng điện luôn, thì khi đó anh chị sẽ cần đến cái nguồn cắm tại hầm. Chủ đầu tư An Gia thấy được cái xu hướng của tương lai và họ đã tích hợp luôn những cái ổ cắm đó để anh chị sau này anh chị khỏi phải băn khoăn do dự khi anh chị mua một cái thiết bị di chuyển bằng điện, anh chị sẽ không lo ngại. Nếu anh chị mua những chung cư cũ, anh chị sẽ không có những cái ổ cắm đó, rất là bất tiện cho anh chị luôn. An Gia nhìn thấy tương lai và nhìn thấy sự tiện lợi, họ tích hợp luôn anh chị. Và cái điểm thứ tư là dưới cái tầng hầm của Westgate này thì chủ đầu tư An Gia đều tích hợp những cái nhà vệ sinh, và nhà vệ sinh ở đây được quản lý bởi Hosea rất là sạch sẽ và mát mẻ luôn anh chị khách hàng nhé. Đó. Rồi mình xong cái phần hầm thì mình di chuyển lên phần tiện ích. Thì tất cả những cái tiện ích của Westgate ngoài cái việc nằm ở dưới tầng hầm thì đều nằm ở cái phần mặt cắt của dự án Westgate hết, là tầng trệt. Về phần mặt cắt thì bây giờ Giang xin chia sẻ trên cái mặt bằng để anh chị rất là dễ nhìn anh chị ha. Đây, Giang xin tiến lại gần. Đây là cái mặt cắt của dự án Westgate của chúng ta. Phía bên này là tháp Đa Nếp, cái tháp này gọi là tháp Xin, và cái tháp này gọi là tháp Thêm, và tháp này hình cánh quạt này là tháp Mê Công. Những cái căn màu hồng này anh chị á, anh chị thấy á, là những căn shop house. Thì tháng 6 2021 này chủ đầu tư An Gia bắt đầu mở bán những căn shop house này cho anh chị luôn. Và những căn màu xanh này á là những căn T-Ray và villa, và chủ đầu tư An Gia cũng mở bán cho anh chị luôn. Đó, anh chị muốn sở hữu shop house hoặc là những căn T-Ray hoặc villa thì Giang xin chia sẻ về những căn T-Ray và villa này ha. Thì những căn T-Ray và villa này là nó ví như những căn nhà phố vậy đó anh chị. Đó, thì nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm thì Giang làm một cái video riêng về những căn T-Ray như thế nào, anh chị sẽ tìm hiểu những cái video đó, Giang để dưới phần mô tả trong cái video này, anh sẽ tìm hiểu chi tiết về những căn T-Ray là những căn như thế nào anh chị khách hàng nhé. Rồi, Giang xin đi vào tiện ích. Thì tất cả những tiện ích đánh số chị khách hàng thấy nè, tổng cộng tiện ích của mình là có là đến 50 tiện ích. Đó, cái tiện ích đầu tiên Giang muốn nói là tiện ích về sức khỏe. Tiện ích về sức khỏe đó là lối chạy bộ 800m. Thì anh chị chạy bộ vòng phía bên ngoài nè, anh chị chạy vòng một cái đường cung vòng này sẽ là tổng cộng 800m. Anh chị chạy 10 vòng thì anh chị sẽ chạy được 8 km. Nó sẽ nâng cao sức khỏe của anh chị luôn. Đó, khỏi phải chạy bên ngoài xa xôi, mình chạy chính trong cái xung quanh cái căn hộ của mình luôn. Cái điểm sức khỏe thứ hai mà Giang nói đến đó là hồ bơi 50m chuẩn Olympic. Hồ bơi này dành một phần chủ đầu tư dành cho hồ bơi người lớn nè, còn hồ bơi trẻ em luôn, phục vụ cho cả người lớn và trẻ em. Rồi cái điểm sức khỏe thứ ba mà Giang nói tới đó là phòng gym yoga. Đó, thì phòng gym yoga của mình là sẽ nằm ở phía khu vực bên này của tháp Mê Công, và những cái tiện ích của tháp Đa Nếp đó được gọi là những cái club house. Thay vì chủ đầu tư An Gia họ dành ra để họ bán những căn giống như những căn T-Ray này, anh chị khách hàng thấy nè, đó, thì chủ đầu tư An Gia dành những căn màu xám này trên mặt bằng này. Đây là cái tháp Mê Công, thì những căn màu xám này là những căn tiện ích, và những căn màu xám bên này là cũng là những căn tiện ích đó. Và còn rất là nhiều những cái tiện ích khác, bây giờ Giang xin nêu thêm vài tiện ích dành cho thiếu nhi anh chị khách hàng nhé. Thì dành cho thiếu nhi rất là hay, thì chủ đầu tư An Gia họ làm một cái nhà trẻ giữ trẻ tại ngay chính cái tòa nhà của mình luôn, là nằm trong tháp Đa Nếp, là vị trí số 47 anh chị khách hàng thấy nè. Đây là nhà giữ trẻ. Rồi kế bên nhà giữ trẻ đó là chỗ vị trí số 43, đó là sân chơi trong nhà dành cho trẻ em. Thì khi mà các cháu học buổi sáng hoặc buổi chiều gì đó, các cháu học buổi sáng thì buổi chiều các cháu có thể
di chuyển qua đây các cháu chơi, các cháu chơi một tí rồi các cháu lên nhà cũng rất là tiện lợi. Hoặc là những buổi trưa nào đó, nếu mà các cháu chơi chơi trong nhà nó mát, nó không bị nắng, không bị mưa. Còn những cháu nào những cái bữa mà trời mát á, thì mình có thể di chuyển ra phía khu vực bên ngoài nè. Cái vị trí số 15 anh chị các bạn thấy nè, đây là khu vực chơi ngoài trời cho các cháu. Thì mỗi buổi chiều mát thì các cháu cứ bước xuống đây các cháu chơi thôi, rất là thoải mái, không không gian thoáng đãng đó. Bên cạnh đặc biệt á, anh chị để cái vị trí số 19 đây nè, nó gọi là BBQ ngoài trời, là anh chị có thể tổ chức những cái tiệc nướng ngoài trời. Anh chị có thể với gia đình anh chị hoặc người thân bạn bè anh chị đến chơi, và anh chị muốn một không gian tổ chức tiệc nướng thì anh chị sẽ đến khu vực này và cứ đăng ký với bên ban quản lý. Và ban quản lý dự án Westgate này là tập đoàn Hosier đến từ Nhật Bản anh chị các thằng nhé. Họ quản lý rất là tuyệt vời luôn. Đó. Rồi. À, bên cạnh đó có những cái khu số 22 này nè. 21, 20, 22, 22 nè, có khu những khu cắm trại dã ngoại ngoài trời. Giống như anh chị mời bạn bè anh chị muốn cắm trại tiệc một cái buổi picnic nhỏ ở đây thì kể cắm trại ở đây cũng được, rất là tiện luôn. Còn cái vị trí số 5 này anh chị, ở đây là những cái dòng sông lười với những cái hồ sen, chủ đầu tư họ lắp, họ thiết đặt ở đây luôn, rất là đầy đủ cho anh chị luôn. Và Giang xin chia sẻ thêm cái tiện ích karaoke. Phòng anh chị để cái số 50 này nè, đây là phòng karaoke trên mặt bằng anh chị khách hàng nhé. Đó. Rồi phía bên đây là phòng tập gym nè, phòng yoga, phòng tập gym ở đây. Cái còn số 31 này á là phòng yoga. Còn số 30 á là sauna. Thì anh chị khi mà anh chị tắm trong cái hồ bơi của mình xong á, mình lên đây mình có thể là xông hơi khô, xông hơi ướt tại đây, bước lên chỉ vài bước chân thôi, rất là tiện lợi luôn. Đó. Còn số 27 này là đây là phòng đọc sách anh chị các thằng nhé. Đó. Còn đây là phòng họp nè, số 32. Đó. Rất là nhiều tiện ích tại đây. Bên cạnh đó, ngoài cái tiện ích của nội khu của dự án Westgate thì anh chị sở hữu thêm cái tiện ích ngoại khu. Nhưng mà nói là ngoại khu vậy thôi nhưng nó sát một bước chân luôn. Đó là công viên 2 hecta của trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Và công viên này đã là hiện tại đang hiện hữu anh chị khách hàng nhé. Thì những cái năm đầu mà công viên này hoạt động á, là lúc dự án của mình chưa hình thành luôn, là chỉ là một bãi đất trống mọc xanh cỏ. Thì công viên 2 hecta này mỗi năm vào những dịp Tết á, thì bên trung tâm hành chính họ tổ chức cái hội gọi là hội lễ hội hoa xuân. Thì tại lễ hội hoa xuân này tập hợp rất là nhiều nghệ nhân đến để họ trang trí cái lễ hội hoa xuân này, nhìn rất là đẹp và lung linh luôn. Thì có những cái nghệ nhân giống như là họ nuôi chim cảnh nè, rồi họ trồng cây cảnh nữa. Những cái trang trí cho hội hoa xuân rất là rực rỡ sắc màu tại trục đường Tân Túc luôn. Đó. Thì sau này khi anh chị sở hữu một căn hộ tại dự án Westgate thì anh chị chỉ cần bước chân xuống là lễ hội hoa xuân đập ngay trước mắt anh chị khách hàng luôn. Không cần phải di chuyển qua xa, con cái anh chị không cần phải di chuyển qua xa, rất là tiện lợi. Vâng, đó là những cái tiện ích thiết yếu và cơ bản tại dự án Westgate và cũng như là công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Anh chị khách hàng nào chưa sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu cho mình một căn tại dự án Westgate anh chị khách hàng nhé. Và cái tháp đợt này mở bán đó là tháp thêm hay còn gọi là tháp C của dự án Westgate. Tháp này sở hữu hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường thứ nhất là mặt tiền đường Tân Túc, là mặt tiền trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Mặt tiền đường thứ hai là mặt tiền đường nối cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Đó, vị trí rất đẹp và rất đắc địa nhất tại khu vực trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Hẹn gặp lại anh chị tại dự án và là tại sao bàn nhà mẫu An Gia Gallery. Anh chị vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Gia sẽ tư vấn và chọn cho anh chị căn tốt nhất, đẹp nhất tại dự án. Xin chào anh chị.